Thành phố Hồ Chí Minh, clip hỗn loạn tại điểm phát quà ở bệnh viện thẩm mỹ. Hàng trăm người dân đến điểm phát quà của một bệnh viện thẩm mỹ trên đường An Dương Vương, phường 13, quận 6, sau đó ào vào bên trong gây náo loạn, làm hư hỏng một số tài sản. Ngày 1 tháng 9, mạng xã hội xôn xao clip ghi lại cảnh đám đông hỗn loạn trước cổng một bệnh viện thẩm mỹ đợi nhận quà và tiền, sau đó họ ào vào bên trong gây hỗn loạn, bất chấp lực lượng chức năng có mặt tại khu vực. Vụ việc xảy ra ngày 31 tháng 8 tại một bệnh viện thẩm mỹ trên đường An Dương Vương, phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Theo clip, hàng trăm người dân đổ dồn về đây nhận quà và tiền tại buổi phát quà của bệnh viện này. Tại buổi phát quà, phía bệnh viện được lực lượng dân phòng, công an địa phương hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự. Tuy nhiên, lượng người đổ về đông khiến khu vực này trở nên mất kiểm soát. Trước cổng bệnh viện, hàng trăm người dân chen chúc xô đẩy nhau. Đỉnh điểm, dòng người leo qua khuôn viên, đẩy cửa kéo và bảo vệ giữ cổng để vào bên trong khu vực phát quà. Vụ việc có người bị ngất xỉu, một số tài sản bị hư hại. Sau khi sự việc xảy ra, phía bệnh viện đã đăng tải lời xin lỗi trên mạng xã hội vì không kiểm soát được tình hình tại khu vực. Hôm nay, mùng 1 tháng 9, bệnh viện sẽ làm việc với chính quyền địa phương để giải trình vụ việc. Đại diện Ủy ban nhân dân phường 13 xác nhận có vụ việc trên. Thời điểm xảy ra vụ việc, địa phương đã ổn định an ninh trật tự, tình hình tại hiện trường. Tuy nhiên, lượng người đến quá đông nên dần mất kiểm soát. Lực lượng chức năng đang thu thập thêm thông tin, xác minh và xử lý vụ việc.